Chỉ với 2 tỷ 550 triệu, sở hữu ngay một căn nhà nở hậu trung tâm của quận Tân Phú, đường Lý Bán Bích nào với cô chú anh chị ơi. Hiện tại anh chị, em đang đứng trước ngay chỗ khu vực Ủy ban nhân quận Tân Phú nè, đường Lý Bán Bích anh chị, ngay công viên rồi nè anh chị ha. Thì hôm nay em chia sẻ với anh chị mình một căn nhà, một sẹt của đường Lý Bán Bích nha. Đó, một căn nhà nở hậu có giá chỉ có 2 tỷ 550 triệu thôi anh chị ha. Cái chỗ khu vực này nè, anh chị có thể đi đường Phú Thọ Hòa này vô cũng được nè. Đó, tại vì hẻm của mình là hẻm thông nha. Đó, thông ra là Phú Thọ Hòa. Còn không thì anh chị chạy lên một tí xíu nữa, mình sẽ có cái hẻm 711 Lý Văn Bích, anh chị quẹo vô. Đó. Anh chị thẳng lên một tí là đường Thoại Ngọc Hầu đó anh chị. Ha, ngay chỗ đây, còn ngay đây, là trung tâm văn hóa thể thao của quận nè. Đó, cũng rất là ok. Đây là hẻm 711, anh chị chạy thẳng vô. Từ đây mình vô nhà chắc khoảng tầm 100 mét nha anh chị, 100 mét là sẽ tới nhà thôi. Đây, đây là đường trước nhà mình anh chị. Đường trước nhà mình hiện hữu thì nó khoảng tầm 2 mét nha, cũng rất là ok. Đó, nhà mình có diện tích là ngang 3 mét 9, nở hậu là 4 mét 9 nha anh chị. Nó dài là 8 mét rưỡi nha. Kết cấu hiện tại là một trệt một một lửng nha. Nhà là có sổ hồng riêng, đảo hàng không đầy đủ. Anh chị mua bán là công chứng sang tên liền. Đây anh chị, nhà cũng còn rất là ok, anh chị mua về thì có thể tiếp tục cho thuê như hiện tại, chủ nhà cũng đang cho thuê đó, hoặc là anh chị mua về mình xây sửa lại mình ở cũng rất là ok. Gần trung tâm á nên rất là thuận tiện tất cả tuyến đường đi anh chị. Tân Phú thì anh chị mình biết đường Lý Văn Bích rồi, Lý Văn Bích nè, Âu Cơ nè, Thoại Ngọc Hầu, đó là những tuyến đường chính anh chị. Đây, từ đây mình đi ra ngay chỗ ngã ba này khoảng tầm 100 m nha, là mình sẽ ra lại được tới đường đường Lý Văn Bích anh chị. Đó, ngay chỗ trước nhà mình thì khoảng 2 mét, nhưng mà xung quanh đây anh chị thấy à, hẻm thì chắc nó khoảng tầm 4 5 mét hết rồi. Đó, ngay chỗ đoạn này thì được khoảng 2 mét. Anh chị nào quan tâm căn này á, thì liên hệ trực tiếp cho em theo số điện thoại bên dưới 0949 900589. Em hỗ trợ cho anh chị mình xem trực tiếp cũng như là gặp trực tiếp chủ nhà để trao đổi thương lượng thêm về giá cả nha anh chị. Đó, một trệt một gác nở hậu mà chỉ có 2 tỷ 550 triệu. Đó, nhà mình thì là từ từ cái đoạn xe máy nha. Đây là cái hẻm thông này. Đấy, bước tới vài bước cho anh chị mình xem. Đây mình sẽ thông ra lại đường Phú Thọ Hòa ha. Đó. Đây, nhà hiện tại là anh chị thấy hai cái màu sơn khác nhau để phân biệt giữa hai nhà anh chị. Từ đây mình ra đó là khoảng 8 mét rưỡi. Đây, khu này mình đi thông là đường Phú Thọ Hòa này anh chị. Nhà cửa đường xá cũng rất là ok. Anh chị nào quan tâm căn này thì là liên hệ trực tiếp cho em theo số điện thoại bên dưới 0949 900589. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại anh chị vào video sau.